Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một dự án là Price Shiba Inu, nhận token Shiba Inu các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn nhấn link phần link mô tả dưới video mà tôi đang chat với chatbot. Mình sẽ nhận được 500 tỷ token FXI nè bạn, khoảng 10 USDT nha các bạn. Các bạn bấm sau này drop. Đây thì cũng có gác nè. Airdrop end vào ngày 14 và phong phối vào ngày 16 các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Những dự án này nó rồi. Sorry, welcome Shiba Inu. Rồi các bạn bắt update nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và retweet thằng ba người bạn vào nữa các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn thì bạn viết ra game tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn đã xôn xào hay góp nha các bạn. Comment thì trên Telegram thì các bạn mở Telegram của mình ra nè. Phần đường đó nhấp vào bài gạch cùng nè. Nhấp vào setting nha các bạn. Các bạn copy username của mình chỗ này nè các bạn. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi là username tại Twitter nha các bạn. Submit you tại Twitter, cộng win. Thì bạn mở tại Twitter của mình ra thì sẽ gặp được username dưới trang cá nhân của mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20. Visit or don't know. Nó kêu bạn xem qua website của nó, các bạn muốn xem muốn không thì không nha các bạn. Thì bạn copy địa chỉ chocolate của mình ra nè. Copy địa chỉ BNB Smart Chain mình nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi còn bấm vào withdraw. Rồi airdrop này nó withdraw nó sẽ phân phối vào ngày 16 các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè những cái thằng để kiếm thêm token các bạn. Thì video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.